Hôm qua thì về Santa Fe, màu đen đã nhận cọc một cách rất là nhanh chóng luôn. Thì hôm nay Tường lại tiếp tục về thêm một chiếc Santa Fe màu trắng dành cho các anh chị nào cần nha. Hoặc là những anh chị nào mà mình mua hộp chiếc hôm qua đó thì chốt ngay em này đi, các anh chị chốt xe phải nói cực kỳ đẹp luôn. Thì bên cạnh Tuyền đây là Hyundai Santa Fe, máy xăng bản đặc biệt các anh chị nha, đời 2019, nhưng đăng ký lần đầu là năm 2020, một chủ sử dụng từ đầu tới nay, mới đi có 61.000 km thôi các anh chị nha. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 799 triệu ha. Bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Hyundai Santa Fe lại còn màu trắng nữa, phải nói rất hot luôn. Anh chị nào mình ưng thì nhanh tay liên hệ Tiền để chốt sớm ha. Hôm trước Tiền về chiếc màu đen á, mới về là nhận cọc online một cách rất là nhanh chóng luôn. Thì cũng có rất nhiều anh chị liên hệ Tiền là tìm Santa Fe. Thì hôm nay thấy được video này của Tiền, nhanh tay alo Tiền để chuyển cọc ngay các anh chị ha. Vì thời điểm cuối năm rồi, thị trường không có nhiều xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn đâu. Nên nếu mình đã ưng nè, đã chấm một chiếc xe nào đó bên Tiền thì chốt đi các anh chị ha, đừng chần chừ suy nghĩ nữa nha. Chần chừ suy nghĩ thêm 1-2 hôm hoặc 1-2 tiếng đồng hồ nữa thôi, đến khi quay lại quyết định mua chiếc xe đó thì bên Tuyền đã bán mất rồi, thì rất là tiếc các anh chị ha. Mình phải chờ những chiếc xe sau về và những chiếc xe đẹp như thế này nữa thì sẽ rất là lâu các anh chị nè. Rồi em này thì biển Sài Gòn nha, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nhé. Nắp capo là không có bị trầy xước gì hết các anh chị, nước sơn còn khá đẹp ha, có cảm biến trước cho mình nè. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì có trầy xước ở một vài chỗ hay là giảm tút ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị. Em này mới về chưa vệ sinh gì hết nè, cái này là bị xước xát ở phần cản, cái này nếu mà các anh chị nào có yêu cầu thì sẽ hỗ trợ giảm lại cho các anh chị nhà mình cho đẹp luôn ha. Đèn là full led nha, mối nối cản cực kỳ khích luôn, 5 vỏ zin theo xe, độ gây gió còn tương đối sâu các anh chị. Và mâm ở đây là không có bị trầy xước gì hết nha, đét vỏ nè các anh chị, tuần thứ 20 của 2019, vỏ zin nhé. Đăng kiểm và đường bộ thì tháng 1 2024 đang gia hạn đăng kiểm. Đấy, hết đăng kiểm, nếu mà các anh chị nào mình có yêu cầu đăng kiểm lại thì sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình nha. Có dán phim cho mình ra bệ bước nè, tay nắm cửa thì mạ rơm, có nút mở cửa một chạm và có cảnh báo điểm mù trên gương cho mình luôn nhé. Bên hông xe không trầy xước, mắt méo các anh chị nha. Rồi tất cả xe bên Tuyền khi mà bán ra thì luôn cam kết với các anh chị, xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số. Còn bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Ngoài cam kết ra bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng nè, hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nha. Rồi đèn hậu phía sau còn rất trong rất đẹp, có cam lùi nè các anh chị, 4 mắt cảm biến lùi đầy đủ ha. Cho các anh chị nhà mình xem phần gầm luôn nha, không có bị rỉ sét hay là gì hết ha, rất sáng luôn các anh chị, rất là đẹp ha. Xe mới về hoàn toàn là chưa có vệ sinh gì hết, là Tiền quay lên cho các anh chị nhà mình xem luôn. Vì bữa giờ các anh chị nhà mình liên hệ Tiền cái dòng này rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì mới về lại 1-2 xe, các anh chị nào mình ưng thì chốt ngay nhé. Rồi bệ tì tai học đệ ly mới lắm các anh chị, đây có hộp gió làm mát hàng ghế thứ ba ha, không có bị trầy xước gì hết. Nhà mình không đi full người thì gặp hai cái hàng ghế sau này lại mình có thêm diện tích để đồ nha. Nỉ rồi còn rất là sạch luôn á các anh chị, chỉ có bụi thôi chứ không có bị dơ gì hết nhá. Con đội tay quay đồ nghề còn đầy đủ nè, nhựa lấy đồ ra vào cũng còn rất mới các anh chị. Em này đời cao, Tiền còn hỗ trợ trả góp lên tới 70% nha. Còn tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp thì liên hệ Tiền. Máy em này 2.4, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình tầm khoảng 7-9 lít thôi các anh chị, rất là tiết kiệm nhiên liệu ha. Ghế thì ghế da tông màu đen, bản đặc biệt nên là ghế của nó màu đen các anh chị nha. Còn rất là căng, rất là đẹp nè. Sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ, trời ơi, toàn cảnh panorama các anh chị nha. Xe mình thì ghế lái là ghế lái chỉnh điện nè các anh chị, ở đây là tắt mở cảnh báo điểm mù ha, lóc cầu cân bằng điện tử các anh chị, vô lăng bọc da không trầy xước, không hao mòn gì hết đấy. Có tích hợp những cái phím bấm trên vô lăng như thế này, như là đàm thoại, rảnh tay, ruồi control, lẫy chuyển số trên vô lăng nhé. Xe mình đi chuẩn là 61.903 km các anh chị, táp lô không trầy xước ha. Đây đấy, còn chưa tháo siêu nha, màn hình zin theo xe các anh chị khá xịn nha, vẫn chưa tháo siêu cho mình luôn. Mua xe này về được bóc siêu luôn các anh chị, dàn lạnh hai vùng các anh chị ha, những cái phím bấm còn mới lắm. Dưới này là những cổng sạc 12V nè, có cả sạc không dây cho mình nữa, cần số ha. Em này remote là 4 chế độ nha, phanh tay điện tử auto hold, hỗ trợ đổ đeo. Đây là chìa khóa của Santa Fe các anh chị, trên này có cửa sổ trời nữa. Cửa sổ trời một chạm còn hoạt động rất là tốt các anh chị nhé. Mấy hôm nay cảm nên là quay video có phần ho hơi nhiều á, các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tiền ha.
Đấy, xe này hot lắm nên là mới về cái tranh thủ lên video cho các anh chị nhà mình, để các anh chị nhà mình có được thông tin sớm, nếu ưng thì mình chốt sớm các anh chị. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra phần khoang động cơ các anh chị nhé. Nắp capo thì có T-band trợ lực, các anh chị mở lên rất là nhẹ nhàng luôn. Ốc của nắp capo keo chỉ carbon nguyên zin. Đấy, chưa có dấu hiệu tháo mở nha. Bên tùy thì nó không với xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đây, ốc máy nè các anh chị, sơn phết đầy đủ, tem mát từ nhà máy vẫn còn ha. Xe mới về chưa vệ sinh nên khoang máy hơi dơ chút xíu. Các anh chị nhà mình xem thì thông cảm giúp tiền ha. Còn một khi mà xe mà được bàn giao đến tận tay quý khách hàng thì đảm bảo xe phải được vệ sinh sạch đẹp nha. Rồi, tiện nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nè. Hyundai Santa Fe máy xăng bản đặc biệt đời 2019, đăng ký lần đầu năm 2021, chủ sử dụng từ đầu tới nay, mới đi có 61.000 km thôi. Bên tiền thì đang bán em này với giá là 799 triệu nhé. Và giá đây tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào mình thích chiếc này, nhanh tay liên hệ tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Còn ở tỉnh xa thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì xem hết video của tiền ngày hôm nay đi, rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên tùy tầm khoảng 10 triệu nè, 20 triệu mình giữ cái xe lại các anh chị, rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị. Đúng với những gì bên tùy làm cam kết thì thanh toán tiếp phần tiền còn lại và nhận xe. Còn trường hợp khi lên đây xem xe đi tết hãng không đúng với những gì bên tùy làm cam kết thì sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn cả những cái chi phí tết hãng đó, nên là các anh chị không mất mát gì hết nha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và hiện tại 7 chỗ bên tùy cũng còn một số xe để phục vụ cho các anh chị vào cái dịp Tết này, như có Innova 2019 nè, Xpander bản Road đời 2021, màu cam có, màu đen có các anh chị ha, có Sedona máy dầu bản full đời 2021 nè, rồi có cả Toyota Vios Road bản top đời 2022 màu đỏ rất là đẹp luôn. Anh chị có quan tâm tới những chiếc xe 7 chỗ đó thì liên hệ Tiên. Tiên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tiên đi, để khi có xe mới nhất bên Tiên về, Tiên đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.